Nè. Ui. Hãy xây ra bầy. Nè, à rồi mai ở lại đấy nè. Những ngày mà 14, 15, 29, 30 á, không phải những ngày đó ngày nào nó cũng rọt vô thứ bảy chủ nhật. Chẳng hạn như bữa nay là 14 nè, là nó vô thứ hai, 15 là nó vô thứ ba, thì tôi vẫn xin cơm ở dưới thiện viên. Tôi đi phát, mà tôi phát thì những ngày như vậy là tôi phát là già trẻ bé lớn gì tôi cũng cho hết, nhưng mà ưu tiên cho trẻ em và người già. Giờ bữa nay là đi phát ở trong trong Sóc Thun với Rà Leng nữa. Đó, cái xóm Sóc Thun thì thường hay hay được lắm, mà từ thiện hoặc là cơm gạo là mì này nọ, thì cái xóm Sóc Thun á nó thường hay nhận được. Tại vì trong cái xóm Sóc Thun á 20 mấy hộ, chỉ có một vài hộ là khá giả thôi. Nói khá giả đây chứ cũng đủ sống thôi, chứ cũng không có dư. Thì mình đi phát mà mình thấy vui là được rồi. Còn cái chuyện mà được phước hay là không thì cái đó là còn mong luôn lắm. Mình làm mình thấy vui là được rồi, chứ không cần phải ai đáp cái gì hoặc là có hưởng được phước trời ban cho hay là không, là cái chuyện đó tính sau. Mình có sức khỏe, mình vui vẻ, mình đem đi tặng cho bà con một ít này một ít nọ cho những hộ nghèo, thì cái đó là cũng quý lắm rồi. Với nhờ được sự giúp đỡ của bạn bè người thân gửi cho tiếp sức để đi giúp cho bà con, thì tiện đây cũng xin cảm ơn các bạn luôn. Cái chùa này chuẩn bị làm lễ khánh thành nè, lễ khanh xài ma, để quay vô quay cái chánh điện cho bà con xem. Hình như là 28 tây tháng sau là ở đây làm lễ khanh xài ma cái chánh điện. Chuẩn bị lớn rồi nha. Không biết 28 tháng này, 28 tháng sau, chắc 28 tháng này quá. Ngày ná bánh khăn xì má thì cún phải bậy dư nữa hả? Ờ cún đó thì cún 28-30. Tháng 4 nè. Ông chuẩn bị chùa chiền mấy khung cảnh đẹp. Lễ khanh xài ma chùa này là từ 28 tới 30, 28-30 tây á. Chắc là 30 tháng 4 luôn á.
để bữa đó rảnh chạy vô quay cái lễ khánh xây ma. Ông Lô Tô này chắc ông cũng chờ tới tới lễ luôn ông mới đi. Ai vô làng Sóc Thông hay là làng Rồi Len này nữa là không có mấy đứa nít ở nhà đâu. Chỉ có mấy đứa nhỏ nhỏ nó chưa đi học á thì mới có ở nhà. Chứ còn mấy đứa đi học rồi tụi nó ở trường hết rồi. Kệ cho để chúng nữa cho cha mẹ nó lấy để cắt cho tụi nó trưa tụi nó đi học về cho tụi nó có ăn luôn. Máy chẳng chụp món à chụp tay riêng món hay máy điên thằng ngay à nè 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 ở tập hai á ở kẹo ơi ở chuột mốc lâu hãy con man milin mới nè pi hãy xây đó bay nè ở rồi mai ở lại đấy nè nè chụp thôi chị hai bay thân nè ở cái chai đó mày vô ấp dê cái nông nâng tiếp nè thế à nè nó chị hai vô tới đấy đâu nè chị hai mà ao về muối ao về can về ăn bán can nhưng bị mau tia ăn tiệt rồi bây giờ đấy gì trái à không mấy chẳng anh ăn ao đi ao chắc không mấy ao chắc côn túi gì hãy côn sấy côn phỏ muối ra đấy à đi tập tôi nhớ và chọc với đó tụt nhấp che tật tia
Nè. Bay nè. Hải miền Nam sao mà ai đấy?